Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Sáng ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch công ty AIC và 35 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, công ty AIC và các đơn vị liên quan. 36 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Từ 7 giờ, nhiều bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa bằng xe chuyên dụng. Lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã dùng cả ô tô 15 chỗ để dẫn giải các bị cáo. Hội đồng xét xử gồm 5 người, 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân do thẩm phán Mai Văn Quang ngồi ghế chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa có các kiểm sát viên Nguyễn Sinh Sáng, Phạm Văn An, Nguyễn Huy Khánh, Nguyễn Thị Thúy Hằng và Ngô Thị Huyền Phương. Hội đồng xét xử đã triệu tập 12 người và đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, cùng đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Công ty Cổ phần Bất động sản AIC. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng triệu tập khoảng 70 người, tổ chức tham gia tố tụng tại phiên tòa. Hơn 30 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. 8 bị cáo bỏ trốn, bị truy nã, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đều được tòa án chỉ định luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa. Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn được tòa án chỉ định 2 người bào chữa là luật sư Dương Văn Nghị và Nguyễn Chiến. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 20 ngày, xét xử cả thứ Bảy và Chủ nhật.